Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay miền Bắc vẫn còn hầm hầm trong cái nóng bất thường của tháng 8. Tuy nhiên từ ngày mai thì thời tiết tại Bắc Bộ sẽ chuyển pha từ nắng nóng nhiệt cao sang mưa rào và dông. Cụ thể từ ngày 25 trở đi cho đến ngày 27 tháng 8, thời tiết ở toàn bộ khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả bộ phận phía Đông, phía Tây và Đồng Bằng đều chuyển nhiều mây hơn và có mưa rào, dàn đều trên khu vực. Tuy nhiên, khả năng các tỉnh thuộc vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc có mưa với lượng nhiều hơn so với các tỉnh thuộc phần phía Đông và Đồng Bằng của Bắc Bộ. Lưu ý là khu vực Tây Bắc, Việt Bắc sẽ xuất hiện những điểm có mưa vừa đến mưa to và dông khá mạnh. Hà Nội và vùng Nam Đồng Bằng chủ yếu là có mưa nhiều trong chiều về đêm ngày 25 và ngày 26 tháng 8. Do nhiều mây hơn và có mưa nên nhiệt độ trong 3 ngày tới ở toàn Bắc Bộ sẽ giảm xuống ngưỡng chỉ còn từ 31 cho đến 33 độ, độ ẩm cao và thời tiết mát mẻ hơn. Khu vực các tỉnh miền Trung thời tiết trong 3 ngày tới cũng sẽ có những chuyển biến sang pha có mưa nhiều hơn và nắng nóng giảm nhẹ. Cụ thể sang ngày 25, hệ thống giải mây dông đi qua khu vực các tỉnh thuộc bộ phận phía Bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rào và dông thường vào thời điểm chiều tối, lượng mưa vào đêm ngày 25 và đêm ngày 26 phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 40mm. Các tỉnh từ Quảng Trị trở vào phổ biến với thời tiết là nhiều mây, nắng nóng sẽ giảm dần và kết thúc trong ngày 25 và ngày 26. Tuy nhiên, bộ phận các tỉnh từ thành phố Huế đến Bình Định cũng sẽ xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, mặc dù với lượng không nhiều. Bộ phận các tỉnh còn lại thuộc dải đất miền Trung thì thời tiết vẫn là ít mưa, ngày nắng, nhưng cường độ nắng có phần giảm nhẹ hơn thời kỳ những ngày trước đó. Phần phía Nam, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần là nguyên nhân gây tăng mưa chủ yếu cho bộ phận hai khu vực này. Lưu ý là thời kỳ trong 3 ngày tới, mưa không những mở rộng về diện mà sẽ còn tăng lên cả về lượng và cường độ. Các bạn đặc biệt lưu ý là vào những thời điểm chuyển pha thời tiết vào buổi chiều, từ pha nắng sang pha mưa thì thường kèm theo các hiện tượng như là dông lốc và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông. Trong những ngày này, khả năng nhiều nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, đặc biệt là ở vùng ven biển các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Sóc Trăng. Nên nhiệt độ thời kỳ này cũng có xu hướng giảm nhẹ, phổ biến từ 28 đến 30 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Tiết trời nhìn chung là khá dịu mát tại các tỉnh phía Nam. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết ở trên biển. Trong 3 ngày tới, thời tiết nhìn chung là khá xấu trên hầu khắp Biển Đông. Trong ngày 25, mưa rào chủ yếu xảy ra ở bộ phận giữa Biển Đông. Sang ngày 26, thì mưa sẽ lan sang cả phần phía Bắc Biển Đông. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió ở mức cấp 4, cấp 5. Còn ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía nam của quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Như vậy là trời chỉ còn nắng nốt trưa mai, còn từ chiều mai mưa dông sẽ quay lại miền Bắc, giúp khu vực được giải nhiệt và nắng nóng chấm dứt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin thời tiết sáng mai.